Mộng Lan Bạch ông người ở trực lệ, con trưởng là Giáp, làm quan ở phương Nam. Khổ vì đường xa, đã ba năm không tin tức. Chờ có người bà con họ đinh đến thăm. Ông thấy lâu ngày không gặp, làm tiệc khoản đãi Đinh vốn là thầy đồng, chuyện vãn một hồi, hỏi đến chuyện dưới âm. Đinh trả lời có vẻ huyền hoặc, ông không tin lắm, nhưng chỉ mỉm cười thôi từ biệt rồi ra về được vài ngày ông đang nằm thấy đinh trở lại mời ông cùng đi chơi ông đi theo vào một cửa thành một lát đinh trỏ vào cánh cửa bảo rằng chỗ kia là cháu của ông đấy ông có cháu gọi bằng cậu làm quan lệnh ở đất tấn ông ngạc nhiên hỏi sao lại ở đây đinh đáp nếu không tin xin vào thì biết ông vào quả nhiên thấy cháu đội mũ mặc áo ngự sử ngồi trên tòa hai bên dàn cờ kích không ai qua được đinh kéo đi ra bảo rằng ông gật đầu một lát đến tòa nhà đinh bảo vào đi lại vào một cổng nữa thấy trên nhà dưới thềm đều có lan sói nằm lại nhìn trong sân xương trắng chất như núi càng sợ đinh lấy mình che cho ông mà tiến lên công tử giáp đang ở trong đi ra trông thấy cha và đinh mừng lắm ngồi một lát gọi người hầu sửa soạn bày tiệc chợt có một con la lớn ngậm tha một xác người đi vào ông run sợ đứng lên hỏi để làm gì thế giáp thưa để cho nhà bếp làm thịt ông vội ngăn lại trong bụng nao nao không yên cáo từ muốn đi ra nhưng vướng bầy lan không biết tiếng thoái ra sao chợt thấy các con lan ùa chạy trốn con thì chui vào gầm giường con thì nắp ở dưới ghế ngạc nhiên không hiểu tại sao một lát có hai người vũ sĩ mặc áo giáp vàng trợn mắt đi vào rút ra một sợi dây đem trói giáp lại giáp ngã lăn xuống đất hóa ra con hổ răng nanh nhọn hoắt một vũ sĩ rút một thanh kiếm sắt ra toan chặt đầu nó người kia bảo chớ chớ Đó là việc tháng 6 sang năm Chi bằng hãy tạm khua rụng răng nó đi đã Đoạn lấy một cái chùy lớn Nện vào răng hổ Răng rụng lả tả xuống đất Hổ gầm thét rung chuyển cả núi non Ông sợ quá chợt tỉnh dậy Mới biết là giấc mộng Trong bụng lấy làm lạ Cho người đi mời Đinh lại Đinh từ chối không đến Ông bèn ghi giấc mộng Sai con thứ đi đến nơi giáp ở trong thư khuyên răng tha thiết, người em đến nơi, thấy răng anh trụng hết, giật mình hỏi tại sao, thì anh nói say rượu, ngã ngựa, gãy hết. Hỏi bao giờ, thì đúng vào ngày ông cụ nằm mộng, lại càng sợ hãi, bèn lấy thư của cha đưa cho. Giáp đọc thư tái mặt, làm ra vẻ bình tĩnh mà bảo. Ảo mộng tình cờ phù hợp thôi, có gì là lạ. Giáp vừa dịp hối lộ cho người quyền thế để được tiến cử hàng đầu nên không để ý đến giấc mộng quái gở. Người em ở đó vài ngày, thấy bọn sai dịch sâu mọt đầy nhà, móc nối hối lộ, đến đêm vẫn chưa ngớt, em khóc lóc mà can ngăn. Giáp bảo Chú vốn hàng vi, không biết những ngóc ngách của đường làm quan quyền thăng dáng là ở bên trên, không phải ở bách tính, quan trên vui thì làm việc quan tốt, hương bách tính thì làm phép nào cho quan trên vui được người em biết là không thể khuyên can được bèn ra về kể lại với ông ông nghe chuyện khóc rống không biết làm thế nào chỉ bỏ tiền ra giúp nhà nghèo ngày ngày cầu cúng chỉ xin việc ác của đứa con hư hỏng khỏi lụy tới vợ con nó năm sau có tin giáp được tiến cử làm bộ lại người đến mừng đầy nhà ông chỉ sụp sùi khóc thác bệnh nằm lì không tiếp một ai được ít lâu nghe tin con trên đường về gặp cướp thầy trò đều bị chết cả ông bèn trở dậy bảo mọi người rằng quỷ thần phẫn nộ chỉ phạt bản thân nó như thế có thể nói là giúp cho nhà tôi đỡ hậu hoạn vậy nhân dịp thắp hương lễ tạ các người muốn an ủi ông đều nói đó là chuyện đồn đại ở đường xá đâu có đáng tin nhưng ông tin chắc là đúng không nghi hoặc chút nào lập tức kiếm đất chôn cất nhưng thực ra giáp vẫn chưa chết thì ra trước đó vào khoảng tháng tư giáp bị giải nhiệm vừa mới ra khỏi địa hạt thì gặp cướp giáp đem hết tiền của dân nộp bọn cướp nói chúng ta tới đây là vì dân một ấp để rửa nổi oán hờn đâu có phải chuyện đi cướp đoạn chặt đầu giáp lại hỏi gia nhân tư đại thành là ai Tư là người tâm phúc của Giáp, giúp hắn làm ác. Gia nhân đều chỉ mặt, bọn cướp cũng chặt đầu luôn. Còn bốn đứa sai dịch sâu mọt là tay sai vơ vét của Giáp. Bọn cướp dắt nhau vào thành tìm bằng được để giết, rồi mới chia nhau tiền của bỏ bọc, phóng ngựa mà đi. Hồn Giáp ở bên đường, thấy có quan tể đi qua hỏi, Người nào bị giết đó? Kẻ đi đầu báo, Bạch, tri huyện ở huyện nọ. Hoàng tể nói, đó là con của bạch ông, không nên để cho ông già trông thấy thảm cảnh ấy, nên nối đầu lại. Lập tức có kẻ cầm đầu đặt lại trên ngực, bảo rằng, kẻ tà, không nên để cho nó ngay, cho vai đỡ cầm cũng được. Đoạn bỏ đi, một lát giáp sống lại, vợ con tới nhặt xác, thấy còn thoi thóp, bèn trở về, thông thả lấy nước đổ cho, cũng uống được nhưng ở nhờ quán trọ không có tiền về được độ nửa năm bạch ông mới nhận được tin đích xác đèn sai người con thứ đi đón về giáp tuy sống nhưng mắt có thể nhìn thấy lưng hình dáng không còn là con người nữa còn người cháu con của chị ông làm quan có tiếng tốt năm ấy được thăng ngự sử tất cả đều hợp với giấc mộng thiên cung Quách sinh người ở Kinh Đô, tuổi ngoài hai mươi, vẽ người thanh tú. Một hôm trời về chiều, có một bà lão đem đến cho một hồ lô rượu. Sinh ngạc nhiên không hiểu vì sao cho rượu. Bà lão cười mà nói, Không phải hỏi, cứ uống đi, tự nhiên sẽ gặp việc lành tốt. Nói rồi bỏ đi. Sinh cầm hồ lô rượu lên ngửi, thấy mùi thơm ngào ngạt, bèn uống hết. Bỗng thấy say khước, mơ màng không biết gì nữa đến lúc tỉnh lại thì thấy đang chung chăn gối với một người. Sợ thấy da thịt mềm như mỡ đông, hương thơm sực nứt, té ra là một người con gái. Hỏi không trả lời, bèn cùng giao hoang. Xong cục mây mưa, lấy tay rờ tường, thấy toàn là đá, ẩm ẩm như có hơi đất, rất giống như một ngôi mộ. Sợ quá, ngỡ là ma quỷ, bèn hỏi cô gái, nàng là thần gì? Nàng đáp, tôi không phải là thần mà là tiên. Đây là động phủ, cùng chàng có duyên nợ, chớ lấy làm lạ. Chịu khó ở đây ít lâu, vào một lần cửa nữa, chỗ có hé ánh sáng, có thể đài tiểu tiện được. Đoạn thấy nàng đứng dậy, đóng cửa bỏ đi. Hồi lâu thấy đói bụng, có một con hầu nhỏ tới, mang bánh miếng vịt quay cho ăn. xin mò mẫm rồi ăn, trong buồn tối om không rõ sáng chiều gì cả. Một lát thấy nàng tới ngủ mới biết là đêm rồi. Quách nói, Ngày không có mặt trời, đêm không có đèn đóm, ăn không biết mồm miệng ở đâu. Thường xuyên như thế này thì hằng Nga cũng khác gì la sát, thiên cung cũng như địa ngục vậy. Nàng cười đáp, Vì chàng là người trần tục hay bép xếp, cho nên không muốn cho nhìn thấy nhan sắc. Vả lại, sợ mó trong bóng tối, đẹp xấu cũng có thể phân biệt được, cần gì phải đen lửa. Ở được vài ngày, buồn bực lạ thường, mấy lần xin về nhà, nàng nói. Tối mai sẽ cùng chàng đi chơi thiên cung một bữa, rồi sau đó sẽ từ biệt. Hôm sau, có con tiểu hoàng cầm đèn lòng vào nói. Nương nương chờ chàng đã lâu rồi. Xin đi theo. Dưới ánh sao sáng chỉ thấy vô số lầu gác quanh co mấy dãy hành lang mới tới một nơi ở trên nhà treo rèm chầu đèn đuốc sáng trưng như ban ngày vào trong thấy một nữ lang trang phục rực rỡ ngồi quay mặt hướng nam tuổi trạc đôi mươi mặc áo cẩm bào trên đầu đính minh châu rủ xuống tứ phía dưới đất có đặt nến nhỏ chiếu suốt gấu quần đúng là người trời vậy quách mê mẫn tâm thần bất giác quỳ xuống người đẹp sai nữ tỳ nâng chàng dậy và kéo lên cùng ngồi. Một lát, các món bát chân bày la liệt, nàng trót rượu mời. Xin dân chén này để tiễn chàng lên đường. Quách khom lưng vái và nói, Trước kia thấy mặt không biết là người tiên, thực tình trong lòng rất hổ thẹn. Nếu như dùng thứ cho tôi được chuộc lỗi, nguyện xin trọn đời làm bề tôi trung thành. Người đẹp quay lại nhìn nữ tỳ mỉm cười, rồi sai dọn tiệc sang buồn ngủ. Trong phòng trướng theo rủ kính, chăn đệm mềm mại thơm tho, lại bảo quách sinh đến ngồi trên giường. Uống rượu xong, nàng mấy lần bảo sinh. Chàng xa nhà đã lâu, về ít bữa cũng chẳng hề gì. Đến hết một canh, nàng gọi tỳ nữ cầm đèn lồng đưa sinh đi. Quách không nói gì, giả tảng say rượu, nằm lì trên giường, lay cũng không động cửa cô gái sai nữ tỳ đỡ dậy cởi quần áo sinh ra một con nữ tỳ sờ chỗ kín rồi nói người mặt mũi hòa nhã mà sao cái này không văn vẻ chút nào nâng sinh đặt lên giường cười khúc khích ra đi người đẹp cũng nằm đó quách trở mình nàng hỏi chàng có say không sinh đáp tiểu nhân đâu có say vừa thấy người tiên nên thần trí điên đảo thôi Nàng nói, đây là thiên cung, trời tờ mờ sáng nên đi sớm, nếu hiềm là động phủ buồn bực nên chia tay sớm là hơn. Quách nói, này nếu có người đêm được hoa nhưng chỉ ngửi hương thơm sờ cành lá mà lại không có đèn nến, tình cảnh đó ai mà chịu nổi. Nàng cười và hứa sẽ cho đèn đóm. Đến canh tư, gọi nữ tỳ dậy mang lòng đèn, mặc quần áo và đưa sinh ra về động thấy xây đắp rất khéo chỗ nằm ngủ đệm bọc da cừu dày đến gan tay quách tháo giày ôm chăn còn hầu lanh quanh không đi quách chú ý nhìn thấy nó rất đẹp đùa mà bảo rằng chính cô bảo tôi không văn vẻ phải không con hầu cười lấy chân đá vào gối nói nên nằm im chớ nhiều lời nhìn xem thấy mũi giày có đính hạt trơn như hạt đầu lớn liền nắm giày nó kéo. Con nữ tỳ ngã vào lòng sinh, bèn ôm ấp nhau, rên xiết như không chịu nổi. Quách hỏi, Em bao nhiêu tuổi? Đáp, 17. Hỏi, Còn trinh mà cũng biết yêu à? Nó đáp, Em không còn trinh, nhưng bỏ hoang phế ba năm nay rồi. Quách gần hỏi quê quán và lai lịch của người đẹp. Nữ tỳ bảo, Đừng có hỏi, dù đây không phải là thiên cung nhưng cũng khác với trần gian nếu cố biết cho đích xác em mất đầu đấy quách bèn thôi không dám hỏi nữa đêm hôm sau quả nhiên nàng mang đèn lại cùng nhau ân ái từ đó thành lệ thường một hôm nàng bảo sinh định hẹn ở với nhau mãi mãi chẳng ngờ gặp việc trắc trở nay sắp quét dọn thiên cung không thể để chàng ở đây được nữa xin mời chén rượu này tiễn biệt quách khóc, xin cho cái áo lót làm kỹ vật. Cô gái không cho, chỉ tặng một cân vàng và một trăm hạt trai thôi. Uống cạn ba chén rượu, bỗng say mê man. Đến lúc tỉnh, đã thấy chân tay như bị trói quấn thật chặt. Đùi không duỗi ra được, đầu cũng không thò ra được. Dùng hết sức cửa, thì ngã quay xuống đất. Thò tay ra giò, thì ra bị bọc trong cái chăn gấm, có dây nhỏ quấn quanh. Ngồi dậy định thần nhìn, thấy cái cột giường mới biết đó là ở trong buồn sách của mình rồi. Lúc ấy, xa nhà đã ba tháng, người nhà cho là đã chết. Thoạt đầu, Quách không dám nói rõ, sợ bị tiên khiển trách, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ lấy làm lạ. Ngầm kể lại bạn bè, không ai hiểu ra sao. Cái chăn để ở đầu giường, hương thơm khắp nhà, mở ra xem, thì ra là tẩm hồ cẩm, có rắc bột hương liệu, cho là bảo vật cất giữ cẩn thận về sau có viên quan nọ nghe chuyện kể cười mà bảo rằng đó là mẹ của giả hậu tiên đâu có như thế tuy nhiên việc ấy cũng nên giữ kín tiết lộ ra thì bị tru di tam tộc lại có người thầy bói thường ra vào nhà quyền quý tả lại hình dáng lầu gác rất giống với nhà của nghiêm thế phần quách nghe nói sợ quá dắt vợ con đi trốn ít lâu sau nghiêm bị hành hình rồi mới dám về oan ngục chu sinh là người dương cốc tuổi trẻ lém lỉnh hay nói bông đùa nhân vợ chết đi nhờ người mối hỏi vợ kế gặp vợ người hàng xóm của mù mối thấy đẹp đùa bảo mụ tôi vừa thấy một nàng ở xóm này rất phong nhã xinh đẹp bà là mối người ấy cho tôi được đấy mụ mối cũng đùa đáp giết chồng nó đi rồi tôi làm mối cho chu cười gật đầu được hơn một tháng người hàng xóm đi đòi nợ bị giết chết ở cánh đồng ấp lệnh bắt mọi người trong xóm tra khảo để tìm ra sự thật. cứu xét mãi không thấy manh mối chỉ có mụ mối kể lại những lời nói đùa vì thế ấp lệnh nghi cho chu bắt về chu một mực chối quan lệnh lại nghi ngờ vợ hàng xóm ấy tư tình với chu đánh đập tra tấn dùng mọi cực hình, người đàn bà ấy không chịu nổi đòn đau, đành nhận bừa lại cha tấn chu, chu bảo. Người ta yếu đuối không chịu nổi cực hình nên khai bày bà đã bị xét xử oan lại còn mang tiếng thất tiết. Dù quỷ thần không biết, tôi cũng không nở lòng nào để như thế, tôi xin khai thật, vì thấy nàng đẹp nên tôi giết chồng để lấy vợ, những việc đó đều do tôi làm, nàng ấy thực không biết gì hết quan hỏi bằng cớ đâu đáp có cái áo váy máu làm bằng đến lúc sai người đi tìm cái áo ấy ở nhà chu thì không thấy lại tra khảo chết đi sống lại mấy lần chu bèn nói rằng đó là tại mẹ tôi không muốn đưa bằng chứng ra sợ tôi phải chết chẳng gì bằng đưa sớm là hơn bà mẹ khóc vào trong nhà một lát lấy áo đưa ra cho chu áp lệnh xét thấy dấu vết xác thực xin án chém quan trên bác đi xét lại chu vẫn khai như vậy qua một năm định ngày hành hình quan lệnh đang tra xét tù phạm chợt có người lên thẳng công đường trợn mắt nhìn vào quan lệnh lớn tiếng mắng hồ đồ như thế làm sao soi xét cho dân được mấy chục lính lệ túm lấy người nọ vung tay một cái bọn lính ngã quay ra hết quan lệnh sợ hãi toan chạy trốn người ấy hét lớn ta là chu tướng quân của quan đế đây hôn quan mà động đậy là ta giết bỏ ngay ấp lệnh trung sợ lập cập đứng nghe người ấy nói kẻ giết người là cung phiên can dự gì đến chu sinh nói xong ngã lăn ra đất tựa như tắt thở dây lát tỉnh dậy mặt mũi xám ngoét đến khi hỏi tên họ thì ra đó là cung phiên mang ra tra tấn nó giận hết tội họ cung vốn phóng túng, biết người nọ đi đòi nợ, nghĩ trong bọc có nhiều tiền, đến khi giết đi rồi, hóa ra chẳng lấy được gì. Nghe tin chu nhận tội ẩu, thầm nghĩ là mình may mắn, hôm ấy dẫn thân đi vào công môn mà chẳng hay biết gì hết. Quan lệnh hỏi chu, cái áo váy máu ở đâu ra? Chu cũng không biết, gọi người mẹ tới vặn hỏi thì bà đáp: Tôi cắt cánh tay ra, lấy máu bôi vào khám cánh tay trái quả còn vết dao chưa lành ấp lệnh cũng ngạc nhiên sau vì việc ấy mà mất chức bị phạt giam mà chết hơn một năm nữa mẹ người hàng xóm muốn cho con dâu tái giá người đàn bà ấy cảm nghĩa khí của chu bèn lấy chu lưu phu nhân liêm sinh người chương đức Lúc nhỏ chăm học nhưng mồ côi sớm, nhà lại rất nghèo. Một hôm đi xa, tối về lạc đường. Vào một thôn nọ, có một bà lão đến hỏi. Cậu Liêm đi đâu đó? Đêm chữa khuya hay sao? Sinh đang hoảng sợ, không kịp hỏi là ai. Cứ xin ngủ trọ. Bà lão dẫn đi vào một ngôi nhà lớn. Có hai con hầu gái cầm đèn lồng đưa một người đàn bà đi ra. Trạc ngoài bốn mươi, cử chỉ rất sang trọng bà lão đón bà ta thưa rằng liêm sinh công tử đã đến ạ à? sinh tiến tới vái chào người đàn bà vui vẻ bảo Công tử số đại quý sao chỉ làm con nhà giàu thôi ư lập tức bày tiệc ở bên cạnh mời uống rượu rất ân cần nhưng chính bà ta thì chỉ nâng chén lên mà không uống cầm đũa mà không gấp ăn sinh thấy sợ hãi trong lòng nhiều lần ngó để dò xét bà ta cười mà bảo uống hết ba chén nữa rồi tôi xin nói để công tử hay sinh vâng lệnh uống hết người đàn bà bèn nói chồng tôi xưa họ lưu đi chơi ở Giang tả gặp tai biến mà mất tôi là đàn bà quá ở chốn hoang tịch này ngày càng sa sút tuy có hai đứa cháu nhưng đều ương hèn Công tử tuy là người khác họ, nhưng kiếp trước cũng cùng máu mũ, mà tính nết lại trung hậu, cho nên tôi đường đột mà gặp mặt, không phiền nhiễu gì cả, chỉ có một ít vàng chôn giấu, muốn nhờ công tử mang đi buôn bán có lời thì chia đôi, còn hơn là chết khô ở án sách. Liêm từ chối, tiểu sinh còn nhỏ tuổi, chỉ biết đọc sách, sợ phụ lòng tin giao trọng trách. Bà nói, kế đọc sách, trước hết là mưu sinh, công tử là người thông minh, làm gì mà chẳng được. Rồi sai nữ tỳ khuân tiền ra, giao cho sinh 800 lạng. Sinh hoảng hốt chối từ, bà ta bảo, tôi cũng biết công tử chưa quen việc buôn bán, nhưng chỉ thử xem, thế nào cũng có lời. Sinh lo nhiều vàng, một người không thể đảm nhận được. Lo nghĩ tìm bạn buôn chung, bà cho là không nên và bảo, chỉ tìm một tên đầy tớ thạo việc để phục dịch công tử là đủ. Đoạn bấm đốt tay để bói rồi nói. Họ ngữ tốt. Sai người gói vàng đóng ngựa đưa sinh ra, lại dặn. Đến tháng chạp, rửa chén đợi cậu về ăn tiệc mừng. Rồi quay lại bảo tin đầy tớ. Con ngựa này thuần, cưỡi được, xin tặng công tử, đừng mang về nữa. Sinh về đến nhà, đêm mới sang canh tư, tên đầy tớ buộc ngựa rồi bỏ đi luôn. Ngày hôm sau, xin tìm kiếm người làm, quả nhiên có người họ ngữ, bèn trả công cao để mướn. Ngữ chất phát, cẩn thận lão luyện về đường đời, tiền của giao phó hết cho ngữ. Đi sang đất kinh tương, cuối năm mới về, tính lời gấp ba. Xin thấy ngữ được việc, ngoài tiền công lại thưởng riêng thêm, định không cho chủ nhân biết. Vừa mới tới nhà, bà Lưu đã sai người đón, bèn cùng ra đi thấy trên bàn bà đã bày sẵn tiệc lớn. Bà lưu ra, xin đưa nộp tiền, trình cả sổ sách. Phu nhân bỏ qua không ngó đến. Một lát nhập tiệc, âm nhạc ca vũ tưng bừng. Ngữ cũng được ban tiệc ở nhà ngoài, ăn uống no say mới về. Xin vì chưa có gia đình, phu nhân giữ lại ăn Tết. Hôm sau, xin lại xin tính toán sổ sách. Bà lưu cười và bảo, sau này không cần phải làm thế, tôi tính đã lâu rồi. Bèn lấy sổ cho xem, ghi chép rất đầy đủ, cả món tiền thưởng cho ngữ cũng thấy ghi ở trong đó. Sinh ngạc nhiên nói, phù nhân thật là người thần. Qua mấy ngày, thết đãi rất hậu, coi như con cháu. Một hôm, thấy trên nhà bày tiệc một bàn ở phía đông, một bàn ở phía nam, dưới thêm một bàn quay về hướng tây. Bà Lưu bảo, ngày mai tài tinh lâm chiếu nên đi xa hôm nay bày tiệc tiễn công tử lên đường để tăng hào khí giây lát cùng gọi ngữ tới ban cho dự tiệc ở dưới thềm một lát chiên trống vang lừng có nữ nhạc tiến trình vũ khúc sinh bảo hát tích đào chu phú bà lưu cười bảo đó là điềm tốt thế nào cũng được tây thi làm nội trợ đấy tiệc xong lại đưa cả số vàng đã giao cho sinh bảo rằng lần này không thể hẹn tháng được nếu không được vạn lạng đừng vội về tôi với công tử nhờ nhau ở số mệnh tin nhau như tâm phúc khỏi mất công tính toán ở nơi xa hay dở thế nào ta khắc biết sinh vân dạ lui ra đi đất hoài buôn muối qua năm sau lời gấp mấy lần sinh ham đọc sách trong lúc đi buôn vẫn không bỏ học giao du toàn với văn nhân thấy buôn được lời rồi thầm nghĩ muốn ngừng, bèn giao công việc cho ngữ. Có bạn là tiết sinh ở Đào Nguyên rất thân, chợt sang thăm tiết, thì cả nhà đều đi sang biệt thự. Trời tối không về được, người gác cổng đón sinh vào dọn giường, nấu cơm. Sinh hỏi kỹ về sinh hoạt chủ nhân. Chính lúc này, đang có tin phao đồn triều đình định tuyển con gái nhà tử tế để đưa sang biên đình. Dân gian rất xôn xao, hãy nghe đâu có trai chưa vợ, Đèn cho người đi làm mối rồi đưa con gái đến nhà có người một đêm được đến hai vợ tiết sinh cũng mới cưới vợ ở một họ lớn còn sợ ngựa xe huyên náo đến tai quan huyện nên tạm lánh về quê đến sắp hết canh một phủi giường đi ngủ chợt nghe có mấy người xô cửa vào không biết người gác cổng nói gì chỉ nghe thấy một người hỏi quan nhân đã không có nhà thì ai thắp đuốc ở đó Người gác cổng cười đáp Đó là liêm công tử Khách ở xa lại Lát thấy người hỏi thăm đó bước vào Áo mũ diêm dúa Mới chào xong đã hỏi tên họ Xin xưng hô tên họ Người kia mừng rỡ mà nói Đồng hương với tôi Thê nhạc gia là ai Xin đáp Chưa có vợ Người kia càng mừng chạy ra Vội gọi một thiếu niên nữa cùng vào Cùng kính làm lễ rồi nói Xin thưa thực với công tử, tôi họ Mộ, đêm nay đến đây là định đưa em gái tôi gả cho Tiết Quan Nhân. Bây giờ không còn cách gì, tiếng thoái lưỡng nan, may gặp công tử, ha chẳng do số mệnh hay sao? Xin chưa biết rõ người nên trù trù hồi lâu không dám nhận. Mộ không nghe, gọi ngay người đưa cô dâu lại. dây lát, có hai bà già đỡ cô gái vào ngồi trên giường, ngó xem tuổi chừng 15-16, đẹp vô song. Xin mừng rỡ, bèn sửa lại khăn áo, hướng vào mộ vái tạ. Lại bảo gắt cổng đi mượn rượu thết đãi mọi người. Mộ nói, Cha tôi là người chương đức, mẹ cũng con nhà dòng giỏi, nay xa sút Nghe nói ông ngoại có hai cháu, không biết tình cảnh ra sao. Xin hỏi tên, đáp, bà ngoại họ lưu, tự huy nhược, Nghe nói ở phía bắc quận 30 dặm Sinh nói Tôi ở phía đông nam quận cách đó khá xa Tuổi lại nhỏ không quen biết nhiều Trong quận hỏi nhiều lắm Chỉ biết ở bắc quận có Lưu Kinh Khang Cũng là người văn học Không rõ có phải hay không Nhưng nhà nghèo Mộ nói Mộ ông tôi vẫn còn ở chương quận Thường tôi vẫn muốn bóc mộ cho song thân về chôn ở quê cũ, chỉ vì chưa có lộ phí nên còn chậm trễ nay em nó đã theo công tử tôi nhất định sẽ về đó sinh nghe nói thế hăng hái nhận lấy việc đó hai anh em họ mộ đều vui mừng rượu được vài tuần họ cáo từ ra về sinh cho đầy tớ lui rồi tắt đèn vợ chồng ân ái vui thú không kể xiết hôm sau tiết sinh đã biết chuyện đó trở về thành thu xếp một nhà riêng cho sinh ở xin đi về đất hoài, giao việc xong để ngữ ở lại coi cửa hàng, sắm hành lý, trở lại đào nguyên, cùng hai anh em họ mộ, bốc hài cốt cha mẹ vợ, mang theo về. Vào nhà, xếp đặt đâu đó, gói vàng đến nhà bà chủ, người đầy tớ đã đợi ngày trước ở bên đường, theo hắn đi. Bà lưu ra đón, sắc mặt hớn hở và nói, Đào Chu Công đã mang được Tây Thi về rồi, trước kia là khách, ngày nay là cháu rể ta rồi. Đoạn bày tiệc tẩy trần càng thân thiết hơn trước. Xin phục bà tiên tri, nhân hỏi phu nhân với nhạc mẫu mình liên hệ ra sao. Bà lưu bảo đừng hỏi, lâu rồi sẽ biết. Đoạn bà xếp vàng lên bàn, chia đều làm 5 phần. Bà lấy hai phần và nói. Tôi không dùng đến, để đây cho thằng trưởng tôn. Xin cho là phần mình nhiều quá, từ chối không nhận bà lưu buồn rầu nói nhà ta sa sút những cây cao trong thổ trạch cũng bị người ta chặt làm củi con cháu thì cách xa đây nhà cửa tiêu điều phiền công tử lo liệu cho sinh nhận lời nhưng chỉ nhận nửa số vàng bà ép phải nhận rồi tiễn sinh gạt nước mắt mà quay vào trong lúc đang nghi hoặc quay lại nhìn thì nhà cửa toàn là gò mộ mới hiểu ra rằng bà lưu là bà ngoại của vợ mình về đến nhà chuột một khoảng ruộng mộ trồng cây rào kín thật đẹp họ lưu có hai người cháu người trưởng là kinh khang thứ là ngọc khang rượu chè cờ bạc vô lại đều nghèo cả hai anh em đến nhà sinh để cảm ơn sinh hậu tặng cho cả hai từ đó rất hay đi lại sinh kể lại cho nghe chuyện mình đi buôn ngọc khang nghĩ bụng trong mộ ắt có nhiều vàng liền hiệp sức với mấy con bạc đào mã tìm kiếm phá vỡ áo quan nhưng chẳng thấy được gì cả bọn thất vọng mà giải tán sinh biết tin mộ bị đào báo với kinh khang hai người cùng đi đến nơi để xem đến mộ thấy xếp đóng ở trên bàn đủ số vàng ngày trước chia ra kinh khang muốn cùng sinh chia nhau số vàng đó sinh nói Phu nhân để phần này cho anh đó Kinh Khang bèn cho vào bọc Mang về Báo lên áp tể Truy tầm rất cắt gao Sau đó Có người bán một cây ngọc trầm Ở trong mộ Bắt người ấy Tra ra bọn cướp Mới hay Ngọc Khang đứng đầu quan tể định dùng cực hình Để trị tội Kinh Khang đến xin hộ Mới khỏi chết Hai nhà cùng nhau sửa sang Trong ngoài phần mộ So với ngày trước Còn đẹp đẽ vững bền hơn Từ đó họ liêm và họ lưu cùng giàu có duy có ngọc khang vẫn nghèo như xưa sinh và kinh khang thường có chu cấp nhưng vẫn không đủ cho ngọc khang đánh bạc một đêm cướp vào nhà sinh bắt sinh đòi lấy vàng vàng của sinh giữ đều gói thành từng gói ngàn rưỡi làng chỉ có bọn cướp lấy hai gói có mỗi con ngựa ma bà lưu cho sinh hồi trước ở trong tàu bọn cướp dùng nó để thồ đi khiến sinh đưa ra tận cánh đồng mới tha cho về. Người trong thôn thấy đuốc của bọn cướp chưa xa, bèn hò nhau đuổi theo. Bọn cướp sợ bỏ trốn. Mọi người cùng đến tận nơi, thì vàng bỏ ở về đường, con ngựa đã hóa ra cho, mới biết là ngựa ma. Đêm ấy, chỉ mất một chiếc xuyến vàng mà thôi. Trước lúc đó, cướp bắt vợ sinh thấy đẹp, toan cưỡng hiếp. Một tên cướp đeo mặt nạ, quát mắng ngăn cản, nghe tiếng giống như Ngọc Khang. Tên cướp đàn buông vợ sinh ra, chỉ Thảo lấy chiếc xuyến bỏ đi. Vì thế nghi Ngọc Khang, nhưng trong bụng cũng biết ơn hắn. Về sau, tên cướp lấy xuyến đánh bạc, bị lính bắt được, tra hỏi đồng đảng quả có Ngọc Khang, ấp thể nổi giận, dùng đủ năm cực hình. Kinh Khang và sinh bàn với nhau, định lo lót cứu thoát cho hắn, nhưng mưu chưa thành thì Ngọc Khang đã chết về sau sinh thường chu cấp cho vợ con hắn sau này sinh được đăng hiền thư và giàu có kế tiếp đến mấy đời than ôi chữ tham nét viết rất giống chữ bần xem như ngọc khang kia thực đáng làm gương vậy thần nữ mễ sinh người đất mân không nhớ tên tự vào quận ấp tình cờ vào quận say rượu đi qua phố chợ nghe thấy bên trong một cái cổng lớn có tiếng trống tiêu vang dậy, hỏi người ở quanh đó, cho biết là tiệc mừng thọ. Sinh thấy trong nhà cửa sân vắng tanh, nhưng vẫn nghe tiếng sên ca nhộn nhàng. Đang lúc say rượu, cảm thấy vui thích, cũng chẳng hỏi là nhà của ai. Lập tức ra đầu đường mua lễ vật, đưa danh thiếp sinh vào. Có người thấy áo mũ xoàn xoàn hỏi sinh, Ngài có họ hàng gì với ông chủ thế? Sinh trả lời, không có liên hệ gì cả. Có người nói, nhà ấy cư ngụ ở đó, không biết làm quan gì mà sang trọng lắm, đã không có thân thuộc, chắc có cầu cạnh gì chăng. Sinh nghe nói, hối lắm, nhưng thiệp đã đưa vào rồi. Một lát, có hai người thiếu niên ra đón khách, áo quần rất sang trọng, vẻ người lại thanh nhã, vái sinh mời vào. Thấy một ông cụ ngồi quay về hướng nam, hai phía đông tây bày mấy cái bàn tiệc sáu bảy người khách đều có vẻ quan sang cả thí sinh vào đều đứng lên chào ông cụ cũng chống gậy đứng lên sinh đứng hồi lâu đợi ông cụ đến để vái chào nhưng ông cụ không rời khỏi bàn tiệc hai thiếu niên bèn nói rằng cha tôi già yếu đứng lên chào hỏi khó khăn lắm anh em chúng tôi xin thay người để tạ ơn quý khách đã nhọc công đến xin vân dạ xin bỏ qua Đoạn dọn thêm một bàn nữa ở bên trên, kế liền bàn ông cụ. Một lát, có nữ nhạc múa hát ở dưới thềm. Sau bàn tiệc, đặt một tấm bình phong lưu ly để che ngăn nội quyến ở bên trong. Nhạc khí hợp tấu, ầm vang ác cả tiếng tân khách bàn luận. Tiệc sắp tan, hai thiếu niên đứng lên cầm chén mời khách. Mỗi chén có thể chứa ba đấu. Xin ngần ngại, nhưng thấy tân khách tiếp nhận cũng phải tiếp nhận vậy lát thấy chủ khách đều càng chén cũng phải gượng uống hết thiếu niên lại rót nữa sinh cảm thấy mỏi mệt đứng dậy cáo thoái thiếu niên kéo áo ép xuống sinh say quá ngã xuống đất chỉ thấy có người lấy nước lạnh dội vào mặt hoảng nhiên tỉnh dậy đứng nhìn thấy tân khách đã giải tán hết chỉ còn một thiếu niên nắm cánh tay mình đưa ra cổng bèn từ biệt mà về sau đó lại đi qua cổng nhà ấy thì thấy đã dọn đi nơi khác. Từ quận về đến nhà tình cờ đến chợ, chợ có người từ trong một cửa hàng đi ra, mời vào uống rượu. Nhìn xem, thấy không quen, đành cứ theo vào. Thì ra trong bàn tiệc, đã có một người làng tên là Bào Trang đã trong đó rồi. Hỏi người kia là ai, thì là họ Chu, làm thợ mài gương trong chợ. Hỏi vì sao lại biết mình, Chu nói Hôm trước thấy anh trong lễ thượng thọ, không hiểu anh có biết ông cụ đó không? Xin đáp, không biết. Chu nói tiếp, tôi vào ra nhảy rất quen thuộc, ông cụ họ phó, nhưng không biết làm quan chức gì ở đâu đến. Hôm lễ thượng thọ, tôi ở dưới thèm nên biết anh. Đến chiều tan tiệc rượu, đêm ấy bào trang chết ở dọc đường. Cha của bào không biết chu, đầu đơn kiện sinh xét trong người bào trang thấy dấu trọng thương bèn ghép sinh vào tội mưu sát tuyên án tử hình sinh phải chịu gông cùm vì chưa bắt được chu nên chưa thẩm chứng được vụ án xếp đấy hơn một năm may có quân tuần sát liêm chính xét biết sinh bị oan tha cho về ruộng vườn của cải trong nhà đã bán hết nhưng còn hy vọng biện minh vô tội khỏi bị lột áo mũ học trò bèn khăn gói lên quận. Trời sắp về chiều, đi bộ đã khá mệt, ngồi nghỉ ở bên đường, nhìn xa xa, thấy có một cỗ xe nhỏ đi tới, có hai đứa thanh ni theo sau. Xe đã qua rồi, chợ có lệnh dừng lại, không biết người ngồi trong xe nói gì. Lát, thấy một tên thanh ni đến hỏi sinh, có phải ông họ mễ không? Sinh kinh ngạc đứng lên nhận, phải, hỏi, sao lại nghèo khốn đến như thế? Sinh kể rõ nguyên nhân, lại hỏi đi đâu. Sinh bèn nói hết cho biết. Con hầu hướng vào trong xe nói, một lát quay trở lại mời Sinh đến trước xe. Trong xe có một bàn tay búp mang vén rèm. Liếc nhìn thì là một người đẹp tuyệt trần, người đẹp bảo Sinh. Chàng chẳng may mắc họa bất ngờ, nghe thấy mà phải ái ngại. Này, học sứ ở trong dinh, không có tiền không thể ra vào được giữa đường không có gì tặng chàng. Đoạn, nàng lấy đóa hoa kết bằng ngọc châu ở trên mái tóc, trao cho sinh và nói, báu vật này có thể được trăm lạng vàng, xin nhận lấy. Sinh cuối mình lầy tạ, toan hỏi tên họ, xe đã vụt đi xa rồi, không hiểu là ai. Cầm lấy bông toan ngắm nghía, thấy có đính Minh Châu, biết không phải là vật tầm thường, bèn cất cẩn thận rồi đi đến quận nộp đơn trên dưới hạch sách khổ quá lấy bông hoa ra xem không nở bán lại về về không có nhà đến ở nhờ nhà vợ chồng người anh may được người anh hiền lo liệu giúp cho nên nghèo mà không bỏ học sang năm sau lên quận dự thi kỳ đồng tử lạc đường vào sâu trong núi gặp tiết thanh minh người ta đi chơi rất đông có mấy cô gái cưỡi ngựa lại trong bọn có một cô là người ngồi trên xe ngày trước. Trong thấy sinh, bèn dừng ngựa, hỏi đi đâu? Sinh trả lời cặn kẽ. Cô ta giật mình hỏi, anh chưa phục lại áo mũ ư? Sinh có vẻ thẹn, lấy trong áo ra bông hoa ngọc, nói rằng, không nỡ bỏ bông hoa này, nên vẫn phải thi đồng tử. Nàng ửng hồng hai má, dặn sinh ngồi ở góc đường, rồi thông thả đi. Hồi lâu, một con hầu cưỡi ngựa chạy lại, đưa một bọc cho sinh bảo rằng Cô tôi bảo, ngày nay, cửa quan học sứ như chợ, tặng chàng 200 lạng bạc để làm vốn tiến thủ. Sinh từ chối nói, nương tử ban ơn cho tôi nhiều rồi, tôi nghĩ thi vào trường cũng không khó, không dám nhận nhiều bạc như thế, chỉ xin cho tôi biết tên họ, vẽ một bức hình để thờ là đủ rồi. Con hầu không nghe, quẳng bạc xuống đất mà đi. Do đó, sinh có tiền tiêu pha đầy đủ, nhưng rốt cuộc, không chịu cầu cạnh, sau đó đổ đầu được vào trường ấp. Lấy bạc đưa cho anh, anh khéo dành dụm, ba năm sau chuột lại được sản nghiệp cũ. Lại gặp quan tùng phủ đất mân là học trò cũ của ông nội sinh, giúp đỡ rất nhiều, anh em đều trở nên giàu có cả. Nhưng sinh vốn tính ngay thẳng, tuy quen với nhà quan lớn, nhưng thường không hay tới lui, nhờ cậy điều gì cả. Một hôm, có khách mặc áo cừu, cưỡi ngựa tới cổng, mọi người đều không biết, sinh ra xem thì là phó công tử. Vái chào mời vào nói chuyện hàng huyên xong, sai làm tiệc khoản đãi khách từ chối là phiền nhiễu. Nhưng cũng không thấy nói đến về, đến khi tiệc rượu bày ra rồi, công tử đứng lên xin nói chuyện riêng, bèn đưa vào nhà trong. Công tử sụp xuống đất lại, sinh kinh ngạc hỏi, có việc gì thế? Công tử buồn rầu nói, cha tôi bỗng gặp họa lớn, muốn nhờ cậy quan tuần phủ, ngoài anh ra không ai giúp được. Sinh từ chối nói, quan tuần phủ với nhà tôi tuy là chỗ thế nghi, nhưng vì việc riêng mà cầu cạnh người xưa nay tôi không hề làm thế. Công tử cứ phục xuống đất mà khóc lóc vang nài, sinh nghiêm sắc mặt, nói rằng, Tôi với công tử chỉ quen nhau trong bữa rượu, sao lại ép tôi bỏ khí tiết như vậy? Công tử thẹn quá, đứng dậy từ biệt ra về. Hôm sau, sinh đang ngồi một mình, có đứa thanh ni đi vào, nhìn xem thì là người tặng bạc ở trong núi. Sinh giật mình đứng lên, con hầu nói. Cậu không quên bông hoa ngọc chứ? Sinh đáp, tôi không dám quên. Con hầu lại nói, Công tử đến hôm qua là anh ruột của cô tôi. Xin nghe nói trong bụng mừng thầm, giả vờ nói. Điều đó khó tin, nếu được nương tử đích thân gặp, nói một lời thì nhảy vào vạt dầu cũng được, nếu không tôi không dám vâng lệnh. Con hầu đi ra, lên ngựa đi. Tàn canh quay lại gõ cửa vào, nói. Nương tử đến đó. Chưa dứt lời, nàng đã vào tới, xin vái nàng và nói. Không có nàng Tiểu Sinh đâu có ngày hôm nay, chỉ xin sai bảo không dám trái lệnh. Nàng nói, kẻ được ai nhờ thì thường làm cao, kẻ cầu đến người thì phải sợ người, chỉ sợ người mới phải thế này, còn biết nói gì nữa. Xin an ủi nàng. Tiểu Sinh không dám nhận lời ngay, vì e qua dịp này khó gặp nương tử một lần nữa, khiến nương tử phải lặng lội đêm hôm tiểu sinh biết tội mình rồi. Nhân đó kéo vạt áo nàng ngầm nắng bóp. Cô gái nói, chàng thật là người tồi tệ, chẳng nhớ gì đến nghĩa cũ, mà chỉ thừa dịp người ta lâm nguy để lợi dụng thôi. Ta lầm thật, ta lầm thật. Nói xong bực tức mà bỏ ra, lên xe toan đi. Xin chạy theo, tạ lỗi, quỳ lại cản trước lối đi. Con hầu cũng khuyên giải hộ, nàng mới hơi nguôi giận, lên xe bảo sinh rằng Xin nói thật cùng chàng, tôi không phải là người trần mà là con thần linh. Cha tôi làm đô ý nam nhạc, tình cờ thất lễ với quan địa phương, sắp lên hầu kiện thượng đế. Nếu không có ấn tính của quan bản địa, không thể gỡ tội được. Nếu anh không quên nghĩa cũ, xin lấy một tấm giấy vàng, vì tôi mà xin đóng ấn vào cho. Nói xong liền đi, xin về nhà sợ hãi mãi, rồi lấy cớ khu trừ yêu quái nói với quan tuần phủ xin ấn quan tuần bảo việc ấy giống như đồng cốt không cho xin đem nhiều tiền hối lộ người tâm phúc của quan họ nhận lời nhưng còn đợi dịp thuận tiện về đến nhà con hầu áo xanh đã đợi ở cổng xin kể hết mọi việc nó lặng thinh bỏ đi có vẻ oán sinh không hết lòng xin đuổi theo tiễn chân mà nói về thưa nương tử việc không xong tôi sẵn sàng chết người thiếp yêu của quan tuần phủ muốn mua ngọc xin bèn lấy đóa hoa minh châu ra dân người thiếp ấy vui lòng lắm ăn trộm ấn đóng vào trao cho sinh mang về khi con hầu đến sinh cười bảo mày không đến nỗi nhục mệnh nhưng của báo mấy năm nghèo mà không nở bán này vì chủ nó mà rời bỏ vậy nhân đó kể lễ từ đầu rồi lại nói vàng đem ném đi tôi đều không tiếc nhưng tôi nhờ nói với nương tử là đóa hoa minh châu đó phải bồi thường cho tôi đấy. Qua vài ngày, phó công tử đến nhà tạ ơn, đưa ra một trăm lạng vàng tặng, xin tái sắc nói, sở dĩ tôi phải làm thế là vì lệnh muội ban ơn cho tôi như trời đất. Chẳng bằng thế, dù cho vạn lạng vàng, há đủ đổi danh tiết sao. Công tử cố ép nhận, xin gây gắt, nói không nể lời. Công tử thẹn mà ra về, nói rằng việc này chưa xong được. Hôm sau, con hầu Vân Lệnh Nương tử đem đến trăm hạt minh châu, tặng và nói: "Như thế này đủ đền bông hoa minh châu chăng?" Xin nói, quý bông hoa, không phải quý minh châu. Ngày trước cho tôi là của báu trăm vật, nếu tham đã bán đi đã làm giàu rồi, việc gì phải giữ mà chịu nghèo túng? Lương Tử là thần thánh, tôi đâu dám mong gì khác. May được báo đáp ơn sâu, trong muôn một dẫu chết cũng không ân hận. Con hầu đặt Minh Châu ở trên bàn, xin triều bái, nhưng sau đó cố từ chối. Cách mấy hôm nữa, phó công tử lại đến, xin sai làm tiệc. Công tử bảo người đi theo hầu vào bếp nấu nướng, ngồi uống rượu vui vẻ với sinh như người một nhà. Có khách tặng rượu nếp, Ông tử uống khe ngon. Uống cạn liền mấy trăm chén, mặt hơi bừng đỏ, bảo sinh rằng: Anh là người có tiết khí, anh em chúng tôi không sớm biết bằng cô em gái, thật là xấu hổ. Cha tôi cảm ơn rất lớn, không có gì báo đáp, muốn gả em gái tôi cho anh, chỉ e anh hiền về u hiển mà thôi. Xin vừa mừng vừa sợ, không biết đối đáp ra sao công tử từ biệt ra về dặn rằng đêm mai mồng chín tháng bảy trăng mới vòng câu con gái thiền tôn đại giá đó là ngày tốt anh có thể sắm sẵn phòng đón cô dâu đêm hôm sau quả nhiên đưa gia nhân đến cũng như người thường không khác gì cả ba ngày sau từ anh chị dâu cho đến con đòi đầy tớ lớn nhỏ đều được cô dâu tặng quà lại đối với chị dâu rất kính mến chẳng khác gì phụng sự mẹ chồng. Được mấy năm, nàng không sinh nở, huyên sinh lấy vợ lẽ, sinh không chịu. Tình cờ người anh đi buôn ở Giang Hoài, mua một thiếu nữ đem về. Người họ cố, tiểu tự là bác sĩ, dung mạo thanh tú, vợ chồng sinh đều mừng. Thấy trên búi tóc có cắm một bông hoa Minh Châu rất giống với bông hoa ngày xưa. Cầm xem, thấy đúng thật. Lấy làm lạ, gạn hỏi. Cô ta nói, Trước kia có người vợ lẽ của quan Tuần Một con hầu bà ta ăn cắp bông hoa ra chợ bán Cha tôi thấy rẻ mua về Tôi thích lắm Cha tôi chỉ có mình tôi Cho nên xin gì cũng được Sau khi cha tôi mất Cửa nhà xa sút Tôi ở nhờ bà họ cố Vợ lẽ cố là hàng gì của tôi Thấy hoa minh châu nhiều phen muốn bán đi Tôi toàn đâm đầu xuống giếng tự vẫn Mới giữ được đến ngày nay đấy Hai vợ chồng sinh than rằng vật cũ 10 năm mới trở về với chủ, há chẳng phải số trời hay sao? Nương tử lại lấy một bông hoa minh châu nữa, nói rằng, vật này là lâu không đủ đôi, liền ban cho bác sĩ, tự tay cắm lên búi tóc cho. Người thiếp lui xuống hỏi thăm gia thế nương tử rất kỹ, người nhà đều không dám nói, bác sĩ nói riêng với sinh. Tôi xem nương tử không phải là người trần, Nơi mi mắt có thần khí, hôm qua lúc nương tử cài hoa cho, tôi được nhìn gần, thấy vẻ đẹp từ da thịt toát ra, không như người thường lấy tướng mạo bên ngoài mà so đẹp xấu. Sinh chỉ cười trừ, bác sĩ nói tiếp, chàng đừng nói gì, tôi thử xem sẽ biết, nếu là thần, chỉ cần ở chỗ vắng, muốn gì thắp hương mà xin, người ấy sẽ biết ngay. Nương tử theo bích rất đẹp bác sĩ thích lắm mà chưa dám xin lập tức vào phòng riêng thắp hương khấn khứa một hôm nương tử dậy sớm lục trương lấy bít tất ra sai con hầu đem cho bác sĩ sinh thấy thế bèn cười vợ hỏi sao chàng lại cười sinh đem sự thật kể lại nàng nói con nhỏ này tinh ranh thật nhân thấy thông minh lại càng yêu thương nhưng bác sĩ đối với nương tử hết mực kính trọng tờ mờ sáng gội đầu sức dầu thơm đến hầu về sau bác sĩ sinh một lượt hai con trai hai người chia nhau nuôi sinh sống đến tám mươi nương tử thuê thợ làm áo quan bảo làm rộng rãi gấp hai quan tài thường sinh chết rồi nương tử cũng không khóc lúc các con đi ra chỗ khác thì đã vào nằm chết trong quan tài bèn song tán cùng một huyệt đến nay vẫn gọi là mộ quan tài lớn